Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá. Malaysia hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào đầu giờ chiều ngày hôm qua, ngày 25 tháng 12. Sau vài tiếng ổn định chỗ ở tại khách sạn và nghỉ ngơi, họ ra sân tập buổi chiều tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận thứ hai tại bảng B AFF Cup 2022 gặp chủ nhà là Việt Nam ngày 27 tháng 12. Theo kế hoạch ban đầu, buổi tập của Malaysia diễn ra từ 19 giờ và truyền thông được tác nghiệp 15 phút đầu tiên như thông lệ. Nhưng đến sát giờ, huấn luyện viên Kim Park Goon yêu cầu đây là buổi tập kín để giữ bí mật thông tin về đội. Vì thế, một nhân viên của đội tuyển Malaysia ra thông báo mời các phóng viên ra về. Sân tập của Malaysia là điểm tập trung thường xuyên của đội FC Hà Nội, nằm cạnh giữa sân Mỹ Đình với tường rào và một hàng rào bao quanh. Tuy nhiên, một góc sân nằm sát khu vực chung cư và đường lớn nên khó đảm bảo riêng tư tuyệt đối. Malaysia bắt đầu tập tại sân hàng đẫy, nhưng sau đó để VFF tự sắp xếp và sân phụ Mỹ Đình được chọn để tiện cho họ di chuyển. Hôm 24 tháng 12, Malaysia đã đánh bại Lào 5-0 ở lượt 2 để vươn lên dẫn đầu bảng B với 6 điểm, ghi 6 bàn và chưa thủng lưới bàn nào. Sau đó, đội di chuyển sang Việt Nam, trừ trung vệ Khuzami Pis bị rách chân và phải nghỉ đến hết giải. 22 cầu thủ của Malaysia đều đang sung sức. Malaysia không được chuẩn bị tốt về nhân sự tại AFF Cup 2022 vì vắng nhiều ngôi sao của câu lạc bộ mạnh nhất nước là Johor Darul Takzim. Tuy nhiên, đội vẫn có sự tự tin nhất định dưới triều đại của huấn luyện viên Kim. Malaysia trình làng 3 cầu thủ mã kiều, gốc Anh là Stu Wilkin, Lee Tuch và Darren Ock, và hai cầu thủ gốc Australia là Brendan Gan và David Jolley, cùng cầu thủ nhập tịch gốc Argentina Sergio Aguero. Sáng nay ngày 26 tháng 12, huấn luyện viên Kim Park Goon sẽ tham gia họp báo trước trận đấu tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Trong buổi chiều ngày hôm qua thì ông cùng tuyển thủ của Malaysia tập và làm quen với trận đấu Mỹ Đình. Trận Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 27 tháng 12. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia Hamidin Mohd Amin sẽ có mặt để theo dõi trực tiếp với kỳ vọng là đánh bại Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo. Hôm Malaysia chưa từng thắng Việt Nam, thua 5 và hòa 1. Dự đoán tỷ số của AFF Cup 2022 Việt Nam và Malaysia là 2-0 nghiêng về Việt Nam. Còn bạn nghĩ sao về tỷ số này? Hãy comment ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận. Và theo ông Kim Park Goon, Malaysia sẽ chứng minh được sức mạnh chiến thắng 5-0 trước Lào và sẵn sàng đối đầu với Việt Nam ở lượt 3 của bảng B AFF Cup sau khi hạ Myanmar 1-0 ở trận ra quân. Malaysia đánh bại Lào 5-0 để vươn lên đứng đầu bảng B. Trận tiếp theo ngày 27 tháng 12, đoàn quân của huấn luyện viên Kim sẽ làm khách tại Việt Nam, đội giành chiến thắng 6-0 trên sân Lào. Khi được hỏi về trận đấu được xem là chung kết của bảng B, huấn luyện viên Kim đáp ngắn gọn: "Chúng tôi đã có kế hoạch để đối đầu với Việt Nam." Ông Kim năm nay 53 tuổi, từng là giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Ông nhận lời dẫn dắt đội tuyển Malaysia vào tháng 1 năm 2022. Với nhiệm vụ đầu tiên là vô địch AFF Cup, giải đấu mà đội tuyển áo vàng đen lên ngôi lần gần nhất là cách đây 12 năm. Ở chuyến làm khách tại sân Mỹ Đình sắp tới, huấn luyện viên Kim sẽ đối đầu với đồng hương là ông Park Hang-seo. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park, Việt Nam chưa từng thua Malaysia trên mọi cấp độ, thậm chí toàn thắng ở SEA Games, AFF Cup và vòng loại World Cup 2022. Malaysia có chút bất lợi hơn ở loạt đấu thứ 3 khi phải thi đấu trên sân khách và được nghỉ ít ngày hơn. Ông Kim còn mất trung vệ trụ cột là Aman Khuzami vì chấn thương ở trận ra quân và không được gọi cầu thủ khác lên thay thế. Trong trận đấu với Lào, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã thử nghiệm đưa tiền vệ Bergam về đá trung vệ. Lịch thi đấu của vòng bảng Việt Nam rất thuận lợi. Chúng ta cứ đá chắc, tận dụng tối đa lợi thế trên sân nhà và thời gian nghỉ nhiều hơn và sẽ có kết quả tốt. Trận gặp Malaysia là trận quan trọng nhất, nhưng cũng không thể chủ quan trước Singapore. Mọi sự sơ suất hay chủ quan đều phải trả giá khá đắt. Việt Nam của chúng ta sẽ thắng Malaysia. Tôi không chủ quan coi thường Malaysia là vì hầu hết các cầu thủ của đội hình Việt Nam đang vào độ chín của sự nghiệp và thi đấu nhiều năm. Trong khi đó, đội hình Malaysia đã thay đổi gần hết đội hình mới. Chắc chắn họ sẽ chơi phòng ngự xe buýt tầng 2 trận tới. Ông Park đã đoán được điều này nên đã cho các cầu thủ tạt cánh đánh đầu khá nhiều trong trận gặp Lào để tập dượt. Việt Nam sẽ có nhiều phương án để khoan thủng hàng phòng ngự của đối phương, hàng phòng ngự lớp lớp như Malaysia và Singapore. Những cú tạt của Tấn Tài hay Văn Hậu sẽ giúp Tiến Linh, Thành Trung, Hải Quế, Tuấn Hải, Văn Quyết làm chủ của trận đấu. Cựu huấn luyện viên Malaysia cho biết Việt Nam có nhiều cơ hội dự World Cup 2026. Theo huấn luyện viên Santhinathan, trong các đội Đông Nam Á, Việt Nam có cơ hội lớn nhất dự vòng chung kết World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Dựa trên thành tích hiện tại trong khu vực Đông Nam Á, tôi thấy Việt Nam có cơ hội tốt hơn để dự World Cup 2026. World Cup 2026 tổ chức tại 3 quốc gia Bắc, Trung, Mỹ. Là lần đầu tiên số đội tham dự từ 32 lên 48 đội. Số suất của châu Á tăng từ 4,5 lên 8,5 đội. Qua đó mở ra thêm cơ hội cho các đội gặp khó khăn khi phải cạnh tranh với các ông lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran hay Saudi Arabia. Ở hai kỳ gần nhất, Thái Lan và Việt Nam lần lượt là những nước Đông Nam Á lọt vào vòng loại cuối cùng, nhưng kết quả cho thấy các trình độ còn chênh lệch với các đội top đầu. Thái Lan xếp chót bảng chỉ với 2 điểm và không thắng được trận nào trong vòng loại 2018. Việt Nam thắng 1, hòa 1 nhưng vẫn đứng cuối. Dù vậy thì cả hai vẫn là những lá cờ đầu trong bóng đá khu vực và lưới cầu thủ chất lượng và ổn định. Trong 5 năm qua, Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, giành 2 chức huy chương vàng tại SEA Games, là Á quân U23 và Châu Á 2018.
Trong khi đó, Thái Lan vô địch AF Cup 2020, vào tứ kết U23 châu Á 2020 và luôn có 3-4 cầu thủ tốt vào giải vô địch quốc gia Nhật Bản và Lane Wix 1. Mục tiêu của hai đội là cùng vào vòng cuối của World Cup 2026, điều mà Malaysia chưa từng làm được. Sauthier Lathan cho rằng nếu muốn dự World Cup, Malaysia cần có một kế hoạch tổng thể và phải cẩn thận với nhiều bên tham gia, chứ không chỉ Liên đoàn bóng đá nước này. Theo huấn luyện viên sinh năm 1958, Malaysia cần bắt đầu từ bóng đá học đường để tạo nên nét văn hóa như Nhật Bản và Hàn Quốc. Bóng đá không phải là vai trò chơi theo mùa kiểu học kỳ 1, bóng đá còn sang học kỳ 2 và điền kinh. Ngoài ra thì cựu huấn luyện viên Malaysia cũng chỉ ra rằng các cầu thủ trong nước nên sang châu Âu để chơi bóng, nhưng phải có sức bền, thể chất và tinh thần. Chúng ta dự World Cup là một khó khăn vì vòng loại World Cup là một cuộc đua đường trường nên không bất ngờ với những chỉ tiêu. Đó là lý do mà vì sao suốt mấy năm qua những đội dự World Cup luôn là những đội mạnh nhất của châu Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Ả Rập Xê Út. Khi châu Á tăng lên 8 suất thì những đội như là Uzbekistan, UAE, Iran, Qatar, Syria, Oman sẽ là những đội có nhiều cơ hội nhất để tranh 3 vé còn lại. Còn nói thẳng cửa cho những đội Việt Nam và Thái Lan là rất khó. Tuy nhiên, ta vẫn phải cố gắng chơi tốt để có thể. Vì đó là bước đệm cho những kỳ World Cup tiếp theo. World Cup mà thêm 48 đội nữa thì tức là thêm 16 suất chia cho mỗi 4 châu, thì tính ra mỗi châu thêm 1 đội nữa. Giả sử châu Á mà 8 suất thì ngoài 5 suất cực mạnh của 5 đại ca là Nhật, Úc, Hàn, Saudi Arabia, Iran thì Việt Nam vẫn có khả năng chen vào 1 trong 3 suất cuối khi cạnh tranh với Iran, Qatar và Trung Quốc hoặc Thái Lan. Khả năng Việt Nam so với 4 đội này cũng không chênh lệch quá nhiều. Quan trọng là khi mà ông Park đi thì ai sẽ là người cầm cân nảy mực và người khác lên thay thì liệu có duyên với bóng đá Việt Nam hay không. Chữ duyên là một chữ kỳ lạ mà tạo hóa đã tạo ra, và dù huấn luyện viên có tài giỏi xuất chúng mà không có duyên với bóng đá Việt Nam thì cũng bó tay thôi. Vòng loại World Cup 2026 ở khu vực châu Á sẽ có 4 vòng, nhiều hơn so với World Cup 2022. Vòng 1 gồm các đội tuyển từ 26 đến 47 trên bảng xếp hạng thứ tự của FIFA khu vực châu Á. 22 đội bắt đầu gặp nhau đấu loại trực tiếp để chọn ra 11 đội tuyển lọt vào vòng 2. Các đội từ thứ nhất đến thứ 25 bắt đầu thi đấu ở vòng 2. 36 đội sẽ chia thành 9 bảng, hai đội đứng đầu của mỗi bảng sẽ lọt vào vòng 3. Với cách xếp này, số đội lọt vào vòng 3 sẽ tăng lên so với thể thức cũ từ 12 đến 18. Vì thế, vòng 3 này sẽ có 3 bảng thay vì 2 bảng như khi Việt Nam có mặt lần trước. 6 đội đứng đầu trong 3 bảng của vòng 3 sẽ giành vé trực tiếp đến World Cup. 6 đội đứng thứ 3 và thứ 4 ở 3 bảng sẽ đá tiếp vòng loại thứ 4, hay còn gọi là vòng play-off châu Á. Các đội này được chia thành 2 bảng, trong đó hai đội nhất bảng sẽ có vé đi thẳng. Hai đội đứng thứ 2 sẽ đá trận play-off khu vực để tranh vé dự trận play-off liên khu vực. Như vậy, một đội của châu Á cần ít nhất 16 trận ở vòng loại để dự World Cup 2026, ít hơn 2 trận so với thể thức của World Cup 2022. Trong khi đó, đội đá play-off liên khu vực có thể chơi nhiều nhất là 24 trận để giành vé, nhiều hơn 2 trận so với thể thức của World Cup 2022. Liên đoàn bóng đá châu Á cũng công bố lộ trình của vòng loại ASEAN Cup 2027, được công bố song song với vòng loại của World Cup. 18 đội lọt vào vòng 3 của vòng loại World Cup sẽ nghiêm nhiên có vé dự giải này. 6 suất còn lại sẽ được xác định bởi vòng play-off qua 24 đội tham gia. 24 đội này gồm 18 đội đã bị loại ở vòng 2 World Cup. 11 đội thất bại ở vòng 1 sẽ tranh 6 suất còn lại, trong đó có 1 suất cho đội đạt tỷ số phụ tốt nhất. 5 suất được xác định có vòng bảng đấu loại trực tiếp giữa 10 đội còn lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.